Anh lại ít khi hoạt động ở biên mà chia lửa nhiều hơn với Tấn Tài ở khu vực giữa sân. Văn Quyết thì hàng phòng ngự của đội tuyển Lào không còn là mình nữa. Một pha phối hợp rất đơn giản giữa Văn Quyết và Huy Hùng. Thêm một cầu thủ nữa đã có được bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Tỷ số là 3-0 dành cho đội bóng của chúng ta.